is what she said. Sweet candy, before we get out of bed, and good loving to brighten up the day, just a little something to get you on your way. It's a beautiful life when you love another. A beautiful life when you rediscover a pleasant surprise, when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful life. Cool water is running over me, sweet sister. You bring me to my knees, and I'll keep dreaming of you and all that you do to me. It's a beautiful life when you love another. A beautiful life when you rediscover a pleasant surprise, when you open your eyes and it feels like the first time. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả mọi người. Như mọi người thấy rồi, bên cạnh Hải Sơn chính là bộ sản phẩm mà Hải Sơn muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người trong clip ngày hôm nay. Đó chính là đôi loa Sonos Faber Sonetto phiên bản 1 lá mã, một đôi loa Buxell, và chúng ta sẽ ghép với một bộ sản phẩm cũng rất là tông sượt tông theo phong cách màu vàng gỗ, chính là bộ sản phẩm Lex với chiếc âm ly Lex Stereo 130 ghép với bộ cơ là Lex CDT. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay về bộ phối ghép này. Và trước khi đến với phần tìm hiểu thì Hải Sơn xin nói luôn giá của bộ sản phẩm này. Có mức giá tham khảo là 89 triệu và giá khuyến mại đang là 66 triệu tại Thiên Audio. Đến với đôi loa đi. Đây là một đôi loa thuộc phân hạng Hi-Fi của hãng Sonos Faber. Cái hãng này là một hãng rất nổi tiếng của nước Ý rồi. Chắc là mọi người cũng rất là quen thuộc với cái tên Sonos Faber trong làng loa âm thanh high-end. Thì nếu mà nói thì đây là một đôi loa Buxell Hi-Fi, nhưng mà nó cũng thuộc dạng là dòng khá của Hi-Fi. Ở trên cái dòng này nó là dòng Olympica, và dưới dòng Sonetto thì là dòng Lumina. Cái dòng này nó thừa hưởng một vài cái đường cong ngay từ cái dòng Olympica. Như mọi người có thể thấy camera sẽ quay chếch chếch từ trên xuống. Thì đây là một cái hình dáng mà họ hay làm cho cái đôi loa của mình. Thì hơi giống cái hình dáng của cái đàn lia, một cái loại đàn cổ trong... cái nền văn hóa của âm nhạc Hy Lạp cổ đại, thì đàn lia là một trong cái đàn cổ nhất. Đấy, trông rất là đẹp. Và ở phía trên thì họ làm bằng một cái miếng da, trông rất là đẹp. Và sờ vào nó rất là mướt, rất là mịn tay. Ở trên thì họ dập khắc chữ logo SF, và dưới có tên là Sonos Faber. Tất cả các chi tiết hoàn thiện thì cực kỳ là tốt. Nói chung hãng Sonos Faber ấy, họ có nhà máy làm loa tại Ý, và tất cả những cái loa như thế này này họ làm rất là cẩn thận, và cái chất lượng hoàn thiện thì rất là chuẩn rồi. Đằng sau hệ thống cọc loa thì cũng làm nhìn trông rất là nét. Tất cả các cái chi tiết đều được làm rất là tinh tế. Nói chung là với một cái phân hạng Hi-Fi thì chúng ta có được một đôi loa như thế này là rất là đẹp. Và trên cái đôi loa này chúng ta còn có một cái đôi loa Buxell cao hơn, đó là Sonetto 2. Thì nói chung là hình dáng cũng giống thôi, và chỉ có khác biệt là cái loa trung trầm lớn hơn. Còn ở đây thì họ sẽ sử dụng chung cái loa Twitter, là giống nhau giữa cái hai phiên bản loa Buxell đó. Với phiên bản loa Buxell này, Hải Sơn gợi ý là chúng ta có thể sử dụng tốt cho những gian phòng khoảng dưới 25m². Âm thanh sẽ rất là mượt mà, rất là chi tiết, rất là ngọt ngào, và nó cũng cho ra chúng ta một cái tiếng trầm rất là vừa đủ, cũng không bị thiếu trầm lắm đâu, nếu mà chúng ta có thể set đặt tốt ở trong phòng.
vì họ sử dụng một cái cách lỗ thoát hơi, đó là đánh úp xuống phía dưới và nó chạy ra cái plate ở phía ngoài như thế này. Cho nên chúng ta cũng có thể, nếu mà không gian hạn chế, chúng ta có thể để sát tầng sau cũng không vấn đề gì. Vì cái cách thiết kế này rất là thông minh, vừa cho chúng ta được tiếng trầm nhiều do họ đã tính toán được cộng hưởng, mà vừa lại đẩy cái phần thoát trầm ra phía trước. Như vậy là chúng ta sẽ tránh cái việc mà phải căn với cái vị trí tầng sau. Ở đây thì phần củ loa, họ trang bị cho mình cái củ loa là sử dụng cái vật liệu là nón là giấy cellulo. Và cái tweeter là tweeter đom lụa, có đường kính là 29mm. Loa trung trầm thì đường kính là 150mm. Và họ tính toán những cái bộ phân tần để cho hai cái loa này nó matching với nhau, nó hoạt động một cách ăn khớp nhất. Và cái giải tần số cắt ở giữa hai loa này là 2500Hz. Rồi, và đây cũng là một cái đôi loa nó có trở kháng là 4 ohm và độ nhạy là khoảng 89dB. Chúng ta sẽ cần có một số những cái thiết bị để có thể kéo tốt loa này. Theo Hải Sơn nghĩ, chúng ta cũng không cần thiết phải sử dụng âm ly công suất quá lớn để kéo một đôi loa Buxell. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta cũng nên chọn cái âm ly nó có cái chất tiếng, nó hợp với cái chất tiếng của loa và nó hợp với cái chất tiếng mà mình muốn cái bộ dàn thể hiện. Thì cái bộ lick này, Hải Sơn đã nghe thử qua một số cái phối ghép gần đây với loa Wafedale, thì Hải Sơn thấy là bộ lick này cho âm thanh nhẹ nhàng, tinh tế, thiên về nhạc trữ tình, thiên về những cái thể loại nhạc chậm rãi hơn là thể loại nhạc nhanh và mạnh. Và hình thức của nó thì ghép rất là đẹp với nhau. Khi đặt hai cái set này lên nhau này, trông nó rất là hợp nhé. Và khi đặt cạnh loa Sonos Faber này cùng màu gỗ này, trông lại còn rất đẹp nữa. Thì có thể là để các cái thiết bị này gần gần với nhau, nhìn trông rất thẩm mỹ. Thì cái Lex Stereo 130 ấy, là họ lấy theo cái phiên bản mẫu nguyên gốc là Lex Stereo 30 Plus. Thì cái âm ly đấy đã ra mắt từ những năm khoảng thập niên 60 rồi. Nhưng mà đến thập niên 70 thì dần dần họ biến mất trên thị trường. Và gần đây thì thương hiệu này đã hồi sinh lại mạnh mẽ bởi cái tập đoàn IAG, một tập đoàn thâu tóm các cái thương hiệu âm thanh. Và chúng ta sẽ có được một cái thiết kế nó rất là hoài cổ, với một cái form ấy, nó nhỏ và nó được làm gần như không khác mấy so với cái con Stereo 30 Plus. Tất nhiên là khác một vài chi tiết. Đấy, và ở đây chúng ta có thể gia giảm được cái bass và treble để cho phù hợp với sở thích âm thanh. Còn nếu mà muốn nghe trung thực tự nhiên nhất thì ấn vào cái nút Direct này, nó sẽ bypass luôn hai cái phần bass và treble. Đồng thời trước âm ly này chúng ta có cái đường kết nối Bluetooth, thì rất là tiện, sẽ hỗ trợ được codec AAC này, SBC và AVTX để chúng ta truyền nhạc từ xa, từ điện thoại đến thẳng trước âm ly này. Một cái tính năng rất là hay nữa mà Hải Sơn đánh giá cao là họ có cái bo mạch DAC với cái con chip là ESS Sapri 9018KM. Đây là một cái chip tương đối tốt, loại hàng khá của hãng. Và họ thiết kế cho chúng ta có cổng USB, tức là chúng ta có thể cắm trực tiếp cái đường USB mà đi từ máy tính vào đây, để sử dụng đây như là một cái sao cạc rời và khuếch đại âm thanh luôn. Và chính vì thế mà chúng ta khi kết nối cái đầu CD Transport là Lex CDT ấy, CDT tức là T là Transport, thì đây chỉ là một cái bộ cơ thôi, một cái bộ cơ hoạt động rất là êm. Và chúng ta sẽ sử dụng một cái dây, có thể là sử dụng một cái dây quang hoặc một cái dây coaxial để chúng ta cắm xuống dưới của cái chiếc âm ly này để sử dụng giải mã của chiếc âm ly này, và thế là phát ra nhạc thôi. Cái chiếc âm ly này nó có công suất là 45W cho mỗi kênh ở trở kháng 8 ohm thì kéo tốt những con loa Buxell. Và bây giờ xin mời mọi người thưởng thức âm nhạc trên hệ thống này. Thank you.
chờ mùa thu. Màu áo xanh là màu anh cho yêu, người mơ không đến bao giờ. Cái hệ thống âm thanh này cho chúng ta một cái thứ âm thanh mà nghe nó rất là tinh tế, nó rất là nhẹ nhàng. Đồng thời hình thức nó rất là ăn nhập với nhau, trông nó có một cái nét hoài cổ. Còn tất cả các cái đôi loa của Sonos Faber mà thiết kế theo dạng hình cong như thế này, nó đều rất là đẹp. Và cả bộ sản phẩm này thì đang có một mức giá rất tốt là 66 triệu tại Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà, Hà Nội. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.